châu du công cần à. Đại đô đốc tài ba, cầm găng thay lù ra cây mù, cho lưu gia truyền sang tân hồn, máu sôi tràn tâm can, trời cao phù tâm công cấn ta, chư tướng sẵn sàng đội ngũ, khí giới trang nghiêm, phát pháo khai cờ, cốc Lưu Bị bêu đầu rằng chung quân trốc mã phòng cùng nàng quân nương cùng giao hòa tình nguyện.
quyền hương, ta quyết đem quân ra chống ngăn. Hoàng nghe phụ lang tố bài, đất kinh châu nay chẳng còn. Quyền phụ lang giáng đầu hối chàng, chàng tâm nghe thường dâm, lo thuốc thang dương. Phụ nhân, ta đã từng đấu trí gia các lượng, chỉ thua hắn một nước cờ. Kế mưu bài sang Ngô Quốc cầu hôn, nay phải để hổ mặt châu du. Phu nhân, nàng nên nhớ, người danh tướng phải thành danh trên gươm giáo. Nhất tướng công thành dạng cốt khu. Tướng công ơi, chàng vì thắng thua cùng giá các lượng mà để muôn dân thông khổ lầm than sao? Phụ nhân, Lưu Quyền Đức là người đức độ tài cao, lại có ngũ hổ tương tận chúng ta trợ, kẻ đang diệt là Ngụy Vương Tào Tháo. Thục và ngũ nên kết tình giáo hào, thiệp xin tướng công đừng để sanh linh phải bị mau vùi chôn. Phu nhân, tướng công ơi, xin chàng hãy bình tâm cho thiếp có đôi lời phân tỏ. Nếu cứ đấu trí so mưu cùng Khổng Minh gia chết thì cửa nát nhà tan, lương dân thông khổ. Đồng tâm diệt trừ phường gian an, dẹp bỏ thù riêng cùng Khổng Minh gia cát, để muôn dân sống cạnh thanh bình. Phu nhân, đời chinh chiến dù thân xác ai xa trường, lòng mong đáp đền nước Ngô Quân. Giang sang nguy nàng thân ta đâu mang, nàng đừng có xa chi để làm thân sang trai anh hùng đi quay. Giờ đưa tiếng dài chúng tớ vui dân gian, sầu thương nghe lời đức mỹ lê tràn. Phu lăng ơi chàng, ba sinh đá vàng ngàn hoa tiếng ta lên đường sống lương. Ta quyết chiếm lấy Kinh Châu hồi cứu quân mở rộng bờ cõi Đông Ngô cho khỏi chi anh hùng. Châu Du sẽ thành công, quyết mở rộng Đông Ngô đem về cho Ngô Quân. Châu Đô Đông Quê Hùng theo sau.
bắt đầu mưu bị sẽ xem đường dâu sẽ ngồi lại phu nhân. Chuẩn bị ngươi